Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Hà Nội hôm 1 tháng 6 cho biết là Australia mới chia sẻ hơn 7,2 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech ngừa COVID-19 cho trẻ em Việt Nam. Toàn bộ số vaccine này đã được chuyển đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hồi cuối tháng trước. Theo UNICEF, đợt chuyển giao này nâng tổng số liều vaccine do Australia hỗ trợ cho Việt Nam lên hơn 22,2 triệu liều. Trong số đó, 7,8 triệu liều vaccine được dùng trong chương trình tiêm chủng COVID-19 cho người lớn và hơn 7,2 triệu liều vaccine Moderna để khởi động chiến dịch tiêm chủng COVID-19 cho trẻ em. Đại sứ Australia tại Việt Nam Robin Mudie hoan nghênh việc chuyển giao vaccine và nhấn mạnh sự hỗ trợ không ngừng của Australia cho Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Bên cạnh việc chia sẻ vaccine, Australia cũng đang cung cấp gói hỗ trợ toàn diện trị giá 60 triệu đô la Úc để hỗ trợ việc triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt Nam.